Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 29 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin dịch cúm Vũ Hán không làm giảm được dịch tham nhũng ở Việt Nam. Dư luận Việt Nam hiện nay không chỉ quan tâm đến con người và số người nhiễm Vũ Hán ngày càng tăng hay giảm, mà đang rất chú ý đến tin tức về hàng loạt các cơ quan y tế ở các tỉnh bị nghi ngờ tham nhũng bằng cách thổi giá máy phục vụ việc chống dịch. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã có ảnh hưởng nhiều trên mạng xã hội với những bài viết của mình, đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng ông không ngạc nhiên về điều này vì tham nhũng là một thuộc tính của chế độ ở Việt Nam, với thực trạng là các quan chức không từ bất cứ thứ gì kể cả dịch bệnh để kiếm trác. Đây là hình ảnh Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc của CDC Hà Nội cùng 6 bị can bị khởi tố vì nâng gấp 3 lần giá mua máy xét nghiệm cúm Vũ Hán. Như tin đã đưa vào hôm 22 tháng 4, Bộ Công an Việt Nam đã khởi tố và bắt giam giám đốc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cùng 6 nghi can khác với cáo buộc rằng nhóm người này đã câu kết gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị khi mua sắm hệ thống máy xét nghiệm tự động cúm Vũ Hán, gọi tắt là máy Real-Time PCR. Việc làm của nhóm này bị quy là gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, theo Bộ Công an đưa tin. Dẫn lại thông tin từ cơ quan điều tra, các báo trong nước nói máy soi Real-Time PCR khi nhập về Việt Nam có giá trên dưới 2 tỷ đồng. Nhưng Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội, CDC Hà Nội đã mua với giá cao gấp 3 lần, tức là 7 tỷ đồng. Trong vòng ít ngày sau khi công an bắt nhóm nghi phạm ở Hà Nội, báo chí cho hay một loạt các cơ quan y tế ở ít nhất 6 tỉnh thành, trong đó có Hà Nội, Thái Bình, Quảng Ninh và Quảng Nam đã mua cùng hệ thống máy với giá từ 5,9 cho đến 8,4 tỷ đồng. Lộ diện một loạt gói thầu COVID-19. Đây là hình ảnh danh sách hàng loạt CDC của các tỉnh đều mua máy xét nghiệm Real-Time PCR giá cao, sau đó tự giảm giá sau khi có tin CDC Hà Nội bị khởi tố. Không chỉ có máy xét nghiệm Real-Time Real-Time PCR vừa qua ở mỗi tỉnh, thành phố đã chi từ hàng chục cho đến hàng trăm tỷ đồng để mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch. Đa số các gói thầu này được chỉ định thầu và công ty trúng thầu này đều nằm trong tầm ngắm của cơ quan thanh tra, kiểm tra và công an. Trong đó đáng chú ý nhất là công ty thiết bị y tế Phương Đông do bác sĩ Nguyễn Xuân Thành làm tổng giám đốc. Trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, một nhân viên công ty này đã bị bắt. Theo hồ sơ từ hệ thống đấu thầu quốc gia, vào ngày 23 tháng 4, công ty thiết bị y tế Phương Đông còn trúng gói thầu số 3 mua sắm máy chụp X-quang di động kỹ thuật số của Sở Y tế thành phố Hải Phòng với giá trị 14 tỷ đồng. Tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương vào ngày 21 tháng 4, công ty thiết bị y tế Phương Đông cũng trúng gói cung ứng vật tư thận nhân tạo phục vụ công tác chuyên môn gần 1 tỷ đồng và gói mua lô vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn hơn 600 triệu đồng. Trong khoảng thời gian rất ngắn, công ty này thậm chí đã tham gia 30 gói thầu và trúng tới 26 gói. Còn công ty thiết bị y tế khoa học Tâm Việt, quận Hoàng Mai, Hà Nội do Ngô Bá Bình làm giám đốc, trúng gói thầu mua vật tư, hóa chất, sinh phẩm cho công tác xét nghiệm labo tỉnh phục vụ cho dịch bệnh cúm Vũ Hán của CDC Lào Cai. Trị giá của gói này ngày 14 tháng 4 được cho biết giá trị hơn 1 tỷ đồng. Tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, công ty này trúng gói mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất, xét nghiệm COVID và một số tác nhân khác gây bệnh đường hô hấp cấp tính hơn 3,7 tỷ đồng. Tại Ninh Bình, công ty thiết bị y tế và khoa học Tâm Việt cung cấp hệ thống xét nghiệm Real-Time với mức giá trúng thầu khoảng 7,8 tỷ đồng. Công ty này đã từng liên doanh với 20 nhà thầu trong 17 gói thầu và thắng thầu cả 17 gói. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Quốc Cường, tên thường gọi là Cường Đô La, đã tặng ngành y tế Gia Lai hệ thống Real-Time PCR xét nghiệm cúm Vũ Hán, loại tương tự với hệ thống mà CDC Hà Nội đã mua nhưng chỉ với giá có 2 tỷ đồng. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo kỳ cựu Quốc Phong, từng là phó tổng biên tập báo Thanh Niên, gọi vụ gian lận và mua máy xét nghiệm này là ăn bẩn, tàn bạo và đáng căm phẫn. Trong các diễn đàn trên mạng như Góc Nhìn Báo Chí, Công Dân, xuất hiện một số cuộc thảo luận về đề tài này với nhiều lời lẽ phẫn nộ lên án đám cán bộ tham nhũng lợi dụng dịch bệnh để ăn tiền ngân sách. Và Facebook Tránh Trung viết bình luận hài hước rằng giá mua máy xét nghiệm từ 1,5 cho đến 2,3 tỷ đồng là giá của kinh tế thị trường. Giá từ 7 tỷ đến 10 tỷ là giá của kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Khoản chênh lệch giá được gọi là tính ưu việt của chế độ.
Một bạn đọc bình luận tiếp như sau: có những cụ già gần đất xa trời ủng hộ tiền tiết kiệm, có những em bé đập ống heo, ai ai cũng nhắn tin đóng góp, không góp tiền thì góp của, góp lòng, có người dân ủng hộ trứng cho những người bảo vệ khu cách ly, trời nắng nóng đến tay người nhận thì trứng đã thành vịt. Thế mà có những kẻ như giám đốc CDC Hà Nội, Nguyễn Nhật Cảm và đồng bọn nhẫn tâm cướp đoạt một cách khốn nạn như vậy. Và nhà báo Ngô Nguyệt Hữu đã bức xúc chia sẻ như sau: thật chán nản khi phải đọc những thông tin kiểu này, và càng chán nản hơn khi biết không chỉ có mỗi CDC Hà Nội mua hệ thống xét nghiệm cao hơn giá thị trường. Tiền của dân chúng tôi, uy tín của nhà nước, danh dự quốc gia, liêm sỉ của ngành y không thể chấp nhận sự tồn tại của những kẻ hút rỉa những đồng tiền đẫm mồ hôi nước mắt của đồng bào mình như thế. Nhà báo blogger Huỳnh Ngọc Chênh nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng vụ này cũng như bất cứ vụ tham nhũng nào khác từ trước đến nay đều có gốc rễ là cơ chế độc đảng, không bị đối lập và xã hội dân sự giám sát, phản biện. Ông nói thêm, quan chức toàn quyền làm mọi việc, cho nên họ thấy cái gì ăn được là họ ăn, tức là cơ chế của chế độ này tạo điều kiện cho mọi người tham nhũng, mua sắm bất cứ cái gì cho nhà nước, bỏ tiền nhà nước ra mua thì đều có chuyện nâng giá, kê giá lên hết. Và chuyện mua máy xét nghiệm đều không nằm ngoài những cái chung đó. Trong khi những người sử dụng mạng xã hội yêu cầu nhà chức trách điều tra các quan chức y tế ở các tỉnh bị nghi ngờ lợi dụng dịch cúm Vũ Hán để tham nhũng, báo chí đưa tin rằng Trung tâm Kiểm soát Dịch Bệnh ở tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh và Quảng Nam vẫn tiếp tục đàm phán để giảm thêm giá mua các máy xét nghiệm dù máy đã được lắp đặt và đưa vào sử dụng. Và loạn giá máy xét nghiệm cúm Vũ Hán 8 tỷ hơn 22 tỷ đồng là một câu hỏi cũng được đặt ra. Đây là hình ảnh bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, nơi có thông tin mua máy với giá 10 tỷ đồng hiện đang sử dụng với xác nhận đủ điều kiện để vận hành máy, nhưng nay đã là đang mượn của doanh nghiệp chứ chưa mua. Các báo đưa tin về giá máy xét nghiệm real-time PCR mỗi tỉnh mỗi khác với giá thấp nhất là 1,5 tỷ đồng, cá biệt có Hải Phòng mua với giá tới 10 tỷ đồng. Theo đó, Trung tâm Y tế Dự phòng của thành phố Hải Phòng thuộc Sở Y tế nhận máy từ ngày 12 tháng 3 cho đến ngày 20 tháng 3, trung tâm có đủ điều kiện để vận hành máy. Thời điểm đó, một số thông tin cho biết hệ thống máy real-time PCR được Hải Phòng mua với giá 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng khẳng định như sau: thông tin mua máy real-time PCR với giá 10 tỷ đồng là không đúng. Tôi khẳng định là Hải Phòng chưa mua, hệ thống ở Trung tâm Y tế Dự phòng của thành phố Hải Phòng là chúng tôi mượn của ngành doanh nghiệp. Vào ngày 26 tháng 4, Giám đốc CDC Lào Cai Nguyễn Văn Xỉu khi được hỏi cũng khẳng định CDC Lào Cai chưa mua được máy xét nghiệm cúm Vũ Hán real-time PCR và hệ thống máy đơn vị này đang sử dụng của doanh nghiệp cho mượn. Khá nhiều tỉnh xuất hiện tình trạng mua xong mới đàm phán giảm giá. Tại Thái Bình, trong quyết định phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư cung cấp chống dịch cúm Vũ Hán của Sở Y tế Thái Bình vào khoảng cuối tháng 3, thì số tiền trúng thầu hệ thống máy real-time PCR tự động là 6,48 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Diệu, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình lại cho biết số tiền mua hệ thống chỉ có 5,85 tỷ đồng và nói: chúng tôi đã tham khảo nhiều nơi, giá trúng thầu cũng được hội đồng thẩm định của tỉnh phê duyệt rất kỹ. Sau đó, đơn vị cung cấp thiết bị cũng đã đồng ý giảm tiền để hưởng ứng việc chung tay chống dịch. Sau khi việc mua bán xong, trúng thầu hoàn thành với giá 6,48 tỷ đồng. Vào ngày 15 tháng 4, Sở Y tế Thái Bình mời đơn vị trúng thầu rà soát, điều chỉnh lại giá thiết bị, từ đó mới có mức giá mới là 5,85 tỷ đồng. Và Sở Y tế Quảng Ninh trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt mua hệ thống máy real-time PCR tự động với giá 8,4 tỷ đồng. Vào ngày 1 tháng 3, hợp đồng được ký. Đến ngày 23 tháng 3, sau cuộc làm việc với C3 Bộ Công an, ngày 15 tháng 3, Sở Y tế đã ký phụ lục hợp đồng giảm giá thiết bị này xuống 7 tỷ đồng. Vào ngày 19 tháng 3, Sở Y tế chuyển tạm ứng 4,2 tỷ đồng cho bên trúng thầu. Nhưng hôm 21 tháng 4, bên trúng thầu đã hoàn lại số tiền tạm ứng này. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 23 tháng 4 phát biểu là cán bộ phải vừa có đức, phải vừa có tài, trong đó đức là gốc. Và ông mượn câu thơ của Truyện Kiều là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài để nói về điều này. Các thành viên diễn đàn Góc nhìn báo chí Công dân đưa ra nhận định rằng việc doanh nghiệp cho mượn hoặc còn tiếp tục đàm phán giá giảm giá máy xét nghiệm đã được lắp đặt và sử dụng là điều vô lý, vì đây là loại hàng có giá trị cao và thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Vẫn theo các thành viên diễn đàn, những động thái kể trên dường như là cách để đối phó với các cơ quan y tế ở một số tỉnh do lo lắng sau khi bị công an bắt các nghi phạm tham nhũng ở Hà Nội.
Mặc dù vậy, theo nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, người thường xuyên lên tiếng trên Internet để góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội, việc bắt bớ hồi tuần trước chỉ là một show diễn của chính quyền, không có tác dụng thực tế về chống tham nhũng, ông nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp tục như sau. Nói chống tham nhũng chỉ là nói cho vui và để đẹp mặt chế độ thôi. Số người lộ liễu quá phải chống, phải đánh, phải triệt phá để cho thấy chế độ này không dung dưỡng tham nhũng, nhưng bản chất nó đã tham nhũng rồi. Vừa rồi chỉ là giải quyết cái ngọn để thỏa mãn áp lực của người dân chúng. Nay bắt người này, mai bắt người khác chỉ toàn là chuyện làm trên ngọn. Ông Huỳnh Ngọc Chênh, người từng được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao giải thưởng Công dân mạng, khẳng định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng để chống tham nhũng hiệu quả, phải có đảng đối lập và xã hội dân sự lành mạnh. Đây là hình ảnh bác sĩ Nguyễn Xuân Thành, Tổng Giám đốc Công ty Thiết bị Y tế Phương Đông, nơi trúng hàng loạt gói thầu cung cấp máy real-time PCR và thiết bị y tế. Trong khoảng thời gian ngắn, công ty này thậm chí đã tham gia 30 gói thầu và trúng 26 gói. Giữa lúc công luận đang xôn xao và bức xúc về việc nhiều tỉnh mua máy xét nghiệm lên đến khoảng 7 tỷ đồng mỗi máy, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam cho hay vào hôm 27 tháng 4 rằng doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, hay còn gọi là Cường Đô La, đã tặng Sở Y tế tỉnh Gia Lai một máy xét nghiệm cùng loại với giá chỉ có 2 tỷ đồng vào ngày 10 tháng 4. Nhưng đó chưa phải là mức giá thấp nhất, vì một bản tin của Dân Việt vào hôm 26 tháng 4 dẫn lời ông Đỗ Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết tỉnh này mua máy xét nghiệm với giá chỉ có 1,5 tỷ đồng. Ông Hùng nói rằng mức giá 7 tỷ đồng mà CDC Hà Nội trả là quá cao và không chấp nhận được. Hiện chưa rõ số tiền cụ thể các tỉnh chi để mua máy xét nghiệm là bao nhiêu. Về tổng kinh phí phòng dịch cúm Vũ Hán, báo chí Việt Nam dẫn lời lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết tính đến nay số tiền ngân sách trung ương đã chi là khoảng 3.000 tỷ đồng. Trong số tiền đó, một phần dành để chi mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, phần còn lại dùng để trả phụ cấp cho các lực lượng tham gia chống dịch và hỗ trợ trực tiếp cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch này, như chi tiền ăn hàng chục ngàn người bị cách ly. Báo cáo về chỉ số cảm nhận tham nhũng do Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố vào hồi tháng 1 năm nay cho thấy Việt Nam đứng ở vị trí thứ 96 trong bảng xếp hạng gồm 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và với vị trí này, Việt Nam được đánh giá là đạt chỉ số cao nhất kể từ năm 1997 trở lại đây, nhưng vẫn nằm trong số các quốc gia có nhiều tham nhũng. Các thông tin cho thấy chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhóm lãnh đạo tại Ba Đình vẫn chỉ là khẩu hiệu, vì thực tế tệ nạn này vẫn đang lan tràn cho các nhóm đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam trên khắp cả nước. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 29 tháng 4 năm 2020 với bản tin Dịch cúm Vũ Hán không làm giảm được dịch tham nhũng ở Việt Nam. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.